Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Kidoasa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu bàn cầu liền khối, hay còn gọi là bàn cầu một khối, đang bán chạy nhất của Toto hiện tại. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu tới, đó là khi mà nói tới dòng bàn cầu mà bán chạy thuộc dòng một khối mà giá hợp lý, đó là mẫu bàn cầu MS905. Đây là một mẫu bàn cầu đang có mức giá khuyến mại rất là tốt. Mình sẽ nói về phần giá sau. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái công năng trước của cái dòng sản phẩm này. Thì khi mà nói đến thiết kế về bề mặt của mẫu MS905 này ấy, thì chúng ta khi mà nhìn từ phía đối diện xuống ấy, thì nó sẽ có một cái vẻ mềm mại cũng như là vẻ đẹp, có thể nói là nó khá là khó diễn tả một chút, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được đó, cái phần két này nó được bo tròn và nhỏ dần lên đó. Đây, cái phần tiếp nối giữa thân và két nó cũng được bo tròn, nó tạo một cái vẻ rất là mềm mại đó. Rất là mềm mại khi mà chúng ta nhìn cái sản phẩm. Đó, phía dưới thì cái phần chân nó được thiết kế nhỏ lại một chút, nó bo vào bên trong. Đấy, bo vào bên trong như những mẫu bàn cầu thông thường, cổ điển. Đấy, thì mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái công nghệ xả của cái chiếc bàn cầu MS905 này. Đó, thì đầu tiên nó sẽ thiết kế đó là chiếc vành kín rất dễ vệ sinh và chất bẩn khó bám lại trên cái chiếc vành này. Và thứ hai đó là cái công nghệ xả nước có kết hợp giữa hai tia xoáy đó, đây gọi là công nghệ xả Toledo Siphon Z, thì kết hợp giữa hai tia xoáy này và một cái tia đẩy phía dưới. Đấy, thì cái tia đẩy này nó có nhiệm vụ chính là đẩy cái phần chất bẩn đi. Nó cực kỳ khỏe ở cái kiểu xả như thế này. Thì ở cái kiểu xả Toto Siphon Z này nó cũng áp dụng cho những mẫu bàn cầu hàng đầu hiện tại của Toto. Đi kèm với cái kiểu xả đó là cái cần giật như thế này. Đó. Đấy. Vì sao cái dòng bàn cầu này gọi là xả khỏe? Nó một phần là khi mà chúng ta giật nước ấy, thì nó sẽ mở cái con cóc này ra, và nước của toàn bộ cái phần chứa trong két nước này nó sẽ xả xuống dưới lòng bàn cầu, nó tạo một cái áp lực nước rất là lớn, cuốn trôi mọi các vết bẩn. Đó, thì ở mẫu bàn cầu MS905 này hiện tại mức giá em biết nó đang dao động khoảng tầm sấp xỉ 10 triệu. Đó, còn đối với Kidoasa thì khi mà chúng tôi cung cấp ra thị trường thì nó đang rơi vào khoảng tầm trên 7 triệu. Nó với một cái mức giá khuyến mại rất là lớn, nó rơi vào khoảng tầm 25%, trên 25% một chút, thì các bạn có thể sở hữu được một cái mẫu bàn cầu với công nghệ xả cũng như là một cái mẫu mã thiết kế theo mình đánh giá là nó sẽ chấp nhận được trong cái phần tầm giá này. Tiếp theo thì về mẫu bàn cầu liền khối, đây là mẫu MS887 DRT8. Thì đây là một thiết kế, đó là dòng thiết kế hiện đại theo một cái xu hướng mới. Đó, cái phần thân nó được thiết kế liền khối. Đó, thân kín. Đó, thân kín rất dễ vệ sinh. Đó, rất dễ vệ sinh này. Đấy, cái két nước thì nó sẽ thiết kế, nó nhìn cái phần nắp két nó sẽ mỏng hơn một chút. Đó, két nước đây nó cũng mỏng hơn, khi mà nó ôm vào tường ấy, thì nó tạo ra một cái vẻ mà chúng ta nhìn cái bàn cầu của nó sẽ có cái vẻ đó là nó rộng hơn này, bề ngang này. Đó, cái bàn cầu đang rộng khoảng tầm 428. Đây cái phần nắp, đặc biệt là cái phần nắp với thiết kế mới đó, cái nắp T8 này nó đang dòng nắp mỏng, rất là nhìn vẻ dáng rất là hiện đại, thanh thoát. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó vách lên một chút rồi mọi người. Đây, và về cái kiểu xả thì sao? Kiểu xả của dòng bàn cầu MS887 này ấy, thì nó cũng đang áp dụng cái kiểu xả đó là Toledo Siphon Z, một kiểu xả rất là ưu việt của dòng bàn cầu một khối của Toto. Đây, chất bẩn cũng được đẩy đi chính đây. À, cái lòng bàn cầu nó rất là rộng, khi mà chúng ta sử dụng cái lòng bàn cầu rộng ấy thì chúng ta không lo cái việc là nước nó sẽ bị bắn ngược trở lại khi mà chúng ta sử dụng. Một cái ưu điểm nữa của cái nắp T8 này mình muốn nói thêm, đó là đấy, chúng ta có thể tháo ra dễ dàng để vệ sinh ở phần thân bàn cầu này đó. Xong lại nắp lại thôi, nó dựa vào hai cái nút nhấn ở đây thôi đó. Rất dễ thao tác. Đấy, hệ thống siphon thì sao? Nó cũng dùng hệ thống siphon kiểu mới, không phải kiểu con cóc nữa đó. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đó là một cái cọc xả
đó, cọc xả và bên trong nó có cái phao bên trong. Đây, logo rồi là các cái mã số lô sản xuất đều được in hết ở trong này. Đó thì ở cái mẫu bàn cầu MS887T8 này ấy, thì nó sẽ có mức giá niêm yết rơi vào khoảng tầm trên 12 triệu. Đó. Còn khi mà tới tay người tiêu dùng ấy, như tại Kidoasa thì nó đang rơi vào khoảng tầm 9 triệu rưỡi. Đó thì chúng ta có thể so sánh được luôn, ví dụ như hai mẫu bàn cầu một khối đang bán rất là chạy hiện tại 887 này và 905 này. Thì cái mẫu 905 ấy thì nó sẽ có nhược điểm một chút về cái phần thân ở phía dưới đó. Đó. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ có một cái mức giá cực kỳ hợp lý để chúng ta sử dụng được những cái mẫu bàn cầu với mẫu công nghệ xả nó rất là hiện đại. Ông và một mẫu bàn cầu nữa mà chúng ta không thể bỏ qua khi mà nhắc tới cái phân khúc dòng bàn cầu liền khối giá cực kỳ hợp lý mà với cái công nghệ cũng như là cái thiết kế rất là hiện đại, đó là mẫu MS885. Đó thì ở mẫu 885 này thì nó sẽ thiết kế với cũng một cái thân kín phía dưới. Đó các bạn, cực kỳ dễ vệ sinh. Và thứ hai cái phần két nước nó sẽ làm theo kiểu dáng là vuông. Vuông hơn một chút, đó. Vuông hơn một chút. Và tất nhiên rồi, nó sẽ mặc định là sẽ có men Siphontech đi kèm sản. Nó sẽ phủ một lớp men Siphontech chống bám bẩn tốt hơn. Thì ở mẫu MS885 này thì nó sẽ nằm giữa phân khúc giá giữa mẫu 887 và 905. Nó mức giá niêm yết nó khoảng tầm 10 triệu, trên 10 triệu. Và khi mà tới giá tới tay người tiêu dùng thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 triệu rưỡi gì đó. Thì các bạn có thể lựa chọn được, có thêm sự lựa chọn. Ở đây đây cũng là một mẫu bàn cầu mà rất được người tiêu dùng ưa chuộng, tại vì về cái kiểu dáng mẫu mã của nó rất là gọn gàng và đẹp. Đó thì mặc định khi kèm với sản phẩm đó là một chiếc nắp ống êm. Thì ở đây chúng tôi đang có kết hợp sản phẩm với một chiếc nắp rửa thông minh. Thì ở những mẫu bàn cầu mình vừa giới thiệu ấy, 887, 905 và 885 này, nó đều có chung một cái ưu điểm, đó là dòng bàn cầu với công nghệ xả tiên tiến hiện tại, và nó có thể dễ dàng kết hợp với các cái dòng nắp rửa thông minh như chúng tôi đang kết hợp ở đây. Thì các bạn có thể ghé qua showroom 107 Trần Duy Hưng của chúng tôi để trực tiếp xem cái kiểu xả cũng như là trải nghiệm xem cái công nghệ xả của dòng bàn cầu này nó mạnh tới cỡ nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.